Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1. Chúng ta sẽ học tuần 19, phân môn kể chuyện, câu chuyện Việc tốt của Nam, sách giáo khoa trang 15, bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Trong bài kể chuyện ngày hôm nay, nhiệm vụ của các con là sẽ quan sát tranh và kể lại câu chuyện Việc tốt của Nam khoảng từ 5 đến 10 câu. Vậy để được kể được câu chuyện này, các con sẽ tìm hiểu nội dung của từng bức tranh. Bức tranh 1, bức tranh 2, bức tranh 3 và bức tranh 4. Sau đó các con sẽ liên kết nội dung 4 bức tranh và kể lại thành một câu chuyện. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung từng bức tranh một. Tranh 1. Các con quan sát tranh và trả lời câu hỏi: bà cụ xách hai túi đồ như thế nào? Các con nhìn vào tranh và thấy được là bà cụ đang xách đồ, hai túi đồ rất là nặng. Như vậy, bà cụ xách hai túi đồ rất là nặng. Đó chính là nội dung của bức tranh số 1. Bức tranh số 2, các con hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Nam nói gì với bà cụ? Quan sát vào bức tranh, các con thấy bạn Nam nói với cụ là: bà để cháu giúp bà. Hoặc là các con có thể nói là: bà ơi, bà để cháu xách giúp bà. Bà thì xoa đầu Nam và nói là: cháu ngoan quá. Thì đó là nội dung của bức tranh thứ 2. Tiếp theo các con quan sát bức tranh thứ 3. Trả lời câu hỏi: sau đó Nam làm gì? Thì trong bức tranh số 3, các con thấy được là sau đó Nam đã xách một túi đồ hộ bà. Và trên đường đi thì Nam với bà nói chuyện rất là vui vẻ. Bức tranh thứ 4, các con quan sát tranh và trả lời câu hỏi: câu chuyện kết thúc như thế nào? Quan sát vào trong bức tranh thì các con thấy được là Nam đã giúp xách đồ cho bà về tới nhà, bà nói lời cảm ơn Nam. Nam rất là vui và bà cũng rất là vui. Thì đó là kết thúc của câu chuyện. Vừa rồi các con vừa cùng cô tìm hiểu nội dung của 4 bức tranh. Sau đây các con chúng ta sẽ kể lại câu chuyện Việc tốt của Nam. Các con sẽ liên kết nội dung của 4 bức tranh mình vừa tìm hiểu để kể thành một câu chuyện dài khoảng từ 5 đến 10 câu hoặc hơn 10 câu nhé. Sau đây thì cô giáo sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Việc tốt của Nam khoảng 5-6 câu. Các con hãy lắng nghe và tham khảo câu chuyện của cô nhé. Một hôm, Nam gặp một bà cụ xách hai túi đồ nặng. Nam liền nói với bà: bà ơi, bà để cháu xách giúp bà. Thế rồi Nam xách túi đồ hộ bà về tận đến nhà. Bà cảm ơn Nam. Nam cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc làm tốt. Đây là câu chuyện Việc tốt của Nam cô vừa kể khoảng 5 câu đấy các con. Tuy nhiên khi các con kể chuyện thì các con có thể thêm từ, bớt từ để cho câu chuyện trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn. Vậy các con có thể là kể câu chuyện dài hơn 5 câu, khoảng là từ 10 câu, hơn 10 câu để cái câu chuyện nó trở nên là hấp dẫn hơn. Thì sau đây cô giáo sẽ kể mẫu cho các con nghe câu chuyện Việc tốt của Nam khoảng 10 câu. Các con chúng ta cùng chú ý lắng nghe và tham khảo câu chuyện của cô nhé.
Một hôm, Nam gặp một bà cụ xách hai túi đồ nặng. Chồng bà rất mệt mỏi, toát hết cả mồ hôi. Nam liền đi tới và nói với bà: "Bà ơi, bà để cháu xách giúp bà." Bà xoa đầu Nam và khen: "Cháu ngoan quá." Thế rồi, Nam đỡ lấy túi đồ từ tay bà. Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nam cùng với bà chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Nam đặt túi đồ ở cửa rồi xin phép bà ra về. Bà cụ vui vẻ cảm ơn Nam. Nam cũng cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc làm tốt. Đó là câu chuyện cô đã kể khoảng 10 câu. Vậy thì các con chúng ta sẽ lựa chọn những cái từ ngữ cho phù hợp, sáng tạo để các con kể câu chuyện cho nó hay, cho nó hấp dẫn. Qua phần chúng ta vừa tìm hiểu chuyện, tìm hiểu các bức tranh và kể chuyện, thì các con thấy trong câu chuyện này thì các con thấy cậu bé Nam có gì đáng yêu nào? Ta thấy là cậu bé Nam trong câu chuyện này rất tốt bụng, biết giúp đỡ người khác. Vậy thì các con học hỏi điều gì ở bạn Nam? Các con hãy học ở Nam, đó là biết giúp đỡ người khác. Đặc biệt là các con ở nhà, các con sẽ chú ý, quan tâm tới ông bà của mình, bố mẹ của mình, và quan tâm giúp đỡ những người thân của mình những lúc mọi người làm việc vất vả nhé. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta kể câu chuyện việc tốt của Nam. Mong rằng qua phần hướng dẫn của cô, các con học sinh lớp 1 chúng ta sẽ kể thật tốt câu chuyện, và các con sẽ tự tin để kể câu chuyện này cho các bạn, cho thầy cô và cho những người thân yêu của mình nghe nhé. Cô chúc các con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con nhé.